không khí mùng 1 Tết Tân Sửu của người dân thành phố Thái Nguyên. Người xưa có câu mùng 1 là Tết mẹ cha, mùng 2 Tết bạn, mùng 3 Tết thầy. Hôm nay là mùng 1 Tết thì đa phần các gia đình của người dân thành phố Thái Nguyên đa phần đi chúc Tết những người thân trong gia đình, như là ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác. Chợ Thái vẫn đang đóng cửa, chưa mở cửa, có khả năng là đi chợ Thái thì tầm độ mùng 4 Tết thì bây giờ sẽ lác đác, sẽ có người đi bán. Còn nếu mà mở đông nhất thì tầm 1 dăm trở đi. Một khu vui chơi giải trí của người dân Thái Nguyên. Khu vui chơi giải trí mùng 1 Tết, một nơi họ đang mở đi xe tự lái cho trẻ con tại nhà thi đấu Thái Nguyên. Lúc sáng nay tôi đi ra đường thì đường rất là vắng, không có ai. Buổi chiều thì có vẻ thời tiết tấp nập hơn. Mọi người đã mang những cái đồ, một số cái đồ vui chơi của ngày Tết ra người ta bán. Trong quảng trường, trong cái sân của nhà thi đấu Thái Nguyên, người ta đang trưng bày những cái trò chơi xe điện tự lái hay những dàn nước tải, hàng nước tải khát, hay là cái khu mà nhà phao để trẻ con chơi, nhà phao đấy. Khu nặng tượng, tự đúc tượng, tự vẽ tượng cho trẻ con. Quảng trường Võ Nguyên Giáp bây giờ rất nhiều ô tô đỗ ở quảng trường, chủ yếu xe ô tô của các gia đình người ta xuống phố chơi xuân. Này, ô tô rất nhiều các bạn nhé. Quảng trường Võ Nguyên Giáp rất đông người đang tụ tập ở đây để vui chơi giải trí. Các hàng nước giải khát đang mở ra để phục vụ cho các gia đình vui xuân đón Tết. Một gia đình đang chụp ảnh. Một cửa hàng ăn uống được mở ngay mùng 1 Tết luôn, phục vụ bún phở, miến ngan, bánh khoai. Mùng 1 Tết thì ở thành phố Thái Nguyên, khu quảng trường Võ Nguyên Giáp là cái khu tập trung nhiều người tham gia vui chơi giải trí nhất. Vì nơi đây là nơi rộng nhất, thoáng nhất, bắt mắt nhất trong những ngày Tết. Người ta cờ đây, quảng trường cờ biểu tượng lớn nhất. Tham gia vui xuân những ngày Tết, những gia đình ở thành phố Thái Nguyên sẽ lưu giữ lại những cái hình ảnh bên gia đình mình vui chơi bên trẻ nhỏ, bên bố mẹ, các con được vui chơi bố mẹ được vui chơi các con, chụp lại lưu giữ những hình ảnh khoảnh khắc trong những ngày Tết mà không phải lúc nào cũng có được. Những gia đình vui chơi giải trí, ăn uống.
bánh tôm này. Vừa học bánh tôm tiếp này. Đa phần là bánh tôm nhiều. Ngày Tết thì người ta hay ăn bánh tôm nhiều. Ăn cái món ăn để chống ngấy trong ngày Tết. Ngày Tết thì ăn bánh chưng nhiều rồi. Nên là rất nhiều gia đình đang ra chỗ đường rộng này để chụp ảnh lưu giữ lại những cái kỷ niệm của những ngày xuân. Đấy, rất đẹp. Cổng bảo tàng các văn bảo tàng văn hóa các dân tộc miền Bắc cũng đang sặc sỡ một màu không khí đón Tết. Rất nhiều bóng bay hay những đồ ăn cũng là bánh tôm mà chủ đạo người ta mang đây để người ta phục vụ cho người dân. Bên trong quảng trường có các dịch vụ trong bảo tàng cũng mở rất nhiều các dịch vụ. Một hàng nước mía đã mở sớm để phục vụ nhân dân. Biểu tượng chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu vẫn còn đây hiện diện. Ngày mùng Tết thì lượng người đi ra đường vẫn chưa được đông lắm, chưa thưa đâu. Và ngày mùng 2 đi vào mới đông đấy. Một cái hình ảnh mang phong cách ngày Tết người ta mang ra để cho các gia đình được chụp ảnh lưu giữ những ngày kỷ niệm ngày Tết. Rất bắt mắt. Đa phần là các gia đình trẻ họ đi để họ chụp ảnh. Gia đình súng xính những bộ quần áo các sắc màu ngày Tết, những bộ quần áo đẹp nhất, diện nhất, diện trong những ngày Tết. Đó, em ạ. Cái này ạ. Hôm nay ngày mùng 1 Tết, cho nên đa phần các gia đình sẽ đi. Thứ nhất là đầu năm mới thì đi chúc Tết ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác và những người họ hàng thân thiết hôm nay. Sau đó là ngày mùng 2 Tết thì sẽ là ngày Tết bạn bè. Đường Hoàng Văn Thụ hôm nay mùng 1 Tết cũng đã có người đi đằng đường nhưng mà không được đông, chỉ là đưa thưa thôi. Dự kiến là ngày mai mùng 2 Tết sẽ rất đông người đi. Các cửa hàng đa phần vẫn đang đóng, chưa chỗ nào mở. Các ngân hàng, các trụ sở. Ở đây thứ nhất có trụ sở công an thành phố là mở cửa vẫn làm việc bình thường. Đa phần các cửa hàng ở đây 10 cửa hàng thì đến 10 cửa hàng đều đóng cửa. Trong cửa hàng đóng cửa. Không có nơi nào làm việc. Duy nhất ở Thái Nguyên có những cơ quan làm việc phải trực Tết, đó là trụ sở công an thành phố, điện lực thành phố, trụ sở các cơ quan viễn thông, bưu điện, truyền hình cáp. Nơi luôn phải có người trực để đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân. Đâu là đa phần các cửa hàng kinh doanh khác cá thể và hộ cá thể
và các công ty khác về kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thì gần như là họ vẫn đang đóng cửa, chưa mở cửa. Theo phong tục của người Việt Nam mình thì đầu năm những người làm ăn buôn bán kinh doanh thì họ hay chọn cho mình những ngày đẹp nhất, phù hợp nhất để mở, để lấy ngày cho nó may mắn. Hôm nay là ngày mùng Tết, vẫn chỉ là ngày mà các gia đình Việt Nam đang đi Tết ông bà, bố mẹ, anh em ruột thịt, cô dì chú bác. Người ta đi vừa là đi chơi, vừa đi vãng cảnh đầu xuân, đi chùa, đi chiền. Mùng 1, người xưa đã có câu là mùng 1 là Tết mẹ cha, mùng 2 Tết bạn, mùng 3 Tết thầy. Cho nên đối với những người Việt Nam thì những cái câu của người xưa vẫn còn có giá trị trường tồn mãi mãi, không bao giờ thay đổi được. Nó đang là cái văn hóa của người Việt Nam, nét đặc trưng của người Á Đông. Thì ngày mùng 1 Tết bao giờ cũng là cái ngày thiêng liêng trong những ngày Tết. Việt Nam mình có 3 ngày chính: ngày mùng 1, ngày mùng 2 và ngày mùng 3. 3 ngày này là 3 ngày rất quan trọng, vì 3 ngày này hết là 3 ngày Tết chính của người Việt Nam. Mùng 1 Tết, đa phần các nhà đang đóng cửa, có thể là họ đang, thứ nhất họ đang đi chơi, đi chúc Tết ở đâu đấy. Cậu lại y nhìn rất nhiều hoa nhé. Hôm nay thì các nhà đang trong trạng thái là chỉ là tiếp khách. Mùng 1 Tết Nguyên Đán, đường phố Thái Nguyên. Mọi người đi vui xuân, vui Tết, đi chúc Tết anh em, họ hàng, cô dì, chú bác, ông bà, bố mẹ. Tôi đang quay video khung cảnh mùng 1 Tết của người dân thành phố Thái Nguyên. Ngày đầu năm, người dân đi đổ ra các tuyến đường để đi chúc Tết ông bà bố mẹ, cô dì chú bác, hay đi vãng cảnh chùa. Đây là một nét phong tục đầu năm truyền thống của người Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung.